Hôm nay Trung ghé lại ở đây không phải là phát quà. Cao Anh Trung Vlog quyên góp tiền, lấy nhận tiền của những người đó mà lừa đảo. Cứ ra ngoài trời xăm hoài cái rồi không có thấy nhà ở đâu. 2 triệu rồi đó, ba mượn á là cả 30 triệu. Cái tin đó. Đây nè, làm cái chìa khóa, đưa chìa khóa luôn nè. Ngày đưa có 150, mới đòi 200, đưa 100 mới đòi 150 không? Tự tử thiệt chứ chú Dung á, chị muốn tự tử mấy lần luôn. Cao Anh Trung Vlog, cuộc sống người dân Việt. Dạ thưa quý chú chị, Trung đang ở ngay hẻm 501 đường Mạc Cổ, ngay tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thưa cả nhà, ở ngay cái hẻm này, ở mùa dịch Covid-19 thì Trung đã đến đây và cũng đã giúp đỡ cũng khá là nhiều những người ở phòng trọ này bằng những phần quà, xuất quà dành cho bà con. Tuy nhiên hôm nay Trung ghé lại ở đây không phải là phát quà như mùa Covid, nhưng Trung đến đây để xác nhận lại một cái sự việc mà Trung nghe cũng rất là bất ngờ khi mà ở đây người dân, những người phòng trọ này, những người nghèo khó ở đây là bị một người khác là mạo danh Cao Anh Trung, Cao Anh Trung Vlog để mà quyên góp tiền, gọi là bị lừa đảo quá nha. Họ đã nghèo khó rồi nhưng mà bây giờ thì lại là bị dụ dỗ bằng cách là lấy tên Cao Anh Trung Vlog để mà lấy nhận tiền của những người đó, mà một lý do nhận tiền là làm một cái nhà khác, tức là chú Trung đang xây một cái nhà khác tình thương dành cho những hộ đó. Chính vì vậy nên cái động cơ đó làm cho những bà con ở đây rất là tin tưởng và thậm chí đưa tiền ra. Thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Trung đến đây và ngay cái giải trọ này, thưa cả nhà, với hai giải trọ này ngày xưa là Trung có từng đến đây và phát những phần quà ở đây, và đây là có chú là người chứng kiến những cái sự việc đó. Thưa chú là Phước đúng không ạ? Dạ. Không biết là chú hiện tại là chú vai trò đây là chú là làm cái gì đây? Dạ, tôi vừa trợ tổ tư quản mà vừa cựu chiến binh, đồng thời là phó bí thư khu phố Đồng Khởi. Dạ. Vừa rồi là chú đã báo cho con biết là ở đây có một cái sự việc là có một người phụ nữ đã mạo danh là tên con để mà dụ dỗ nhiều người để mà đưa tiền cho cô đó, thì không biết là sự việc nó như thế nào, chú kể cụ thể được không? Thì cũng báo với chú Trung như thế này, cái ba cái sự việc xảy ra 2021, theo tôi biết thì bà con rất bức xúc tại cái địa bàn này á, thì nói chung thì hai là nó bị mà hại nhất là hai gia đình, một gia đình là bà gì Lê Thị Trang và gia đình của cháu Tiền. Thì mùa virus tới giờ chú Trung, cho nên đó là bà này thì không biết bà ở đâu gì đây, mà bà đó xưng là cô giáo. Từ cái chỗ đó người ta tin tưởng bà là cô giáo, mà những thực tế chắc hiện nay là theo tôi biết là bà nghĩ rằng chắc không còn cô giáo nữa. Từ đó cho nên đó là kêu mấy bà này nè, trước mắt á là làm cái thẻ bảo hiểm. Cái thẻ bảo hiểm thì đầu là làm cái hiểm bà đi làm cho, mà bà nói dốc từ 2021 đến nay là chưa thấy cái bảo hiểm là hết, mà dân ta nghèo. Nếu bây giờ nếu mà nói chung lừa đảo á, thì bây giờ mình nói rõ là làm không được. Một cái thứ hai nữa thì nói cái là bây giờ là hàng ngày đây là có hai gia đình mình bị nạn, và hai gia đình đây nè, vừa bà Trang với cháu Tiền đó là xin tiền là đi làm giấy tờ cho chú Trung, đưa chú Trung đi làm giấy tờ gì đó, đang lấy cái nhà mà hẹn từ 2021 tới nay luôn á, là bà này nè, là mùa dịch Covid tới giờ luôn. Dạ mùa dịch đó, còn bà bên cháu Tiền thì mới đây thôi, cũng đó. Cho nên gia đình quá khó khăn, một gia đình nói chung gia đình liệt sĩ đó mà khó khăn á. Hiện nay bây giờ nói chung á, chồng thì bị nằm chỗ, bị thì gai sống đó không làm được, còn bản thân là cô Trang này nè cũng là bệnh hoạn đó, thêm cái thằng ở bên đây nữa, mùa Covid như vậy đó cũng là khó khăn nữa, là chữa bệnh đó. Rồi con cái như vậy thì vợ thì nói chung ấy, bỏ đi là theo trai bỏ chồng. Từ cái chỗ đó tôi thấy là nhờ 2021 á, nhờ chú Trung mà không giúp đỡ chỗ này á, là đều cái xóm này là tất cả đều khổ đó. Vừa ba chị cháu Tiền cũng bị nữa, bà này là bán cho trai đó, nói chung là khổ quá, khổ chú Trung. Từ cái chỗ đó bán dây chai á, và bà này bà cũng tiếp tục lừa đảo. Vài bữa cái bà kêu là đưa bà này đưa từ 150, có khi có 100 bảo triệu ra phải 150 tới 200, rồi tiếp tục là kêu bà đưa tiền mới đi làm giấy tờ, đặng lo giấy tờ mới làm nhà. Rồi từ đó bà hứa hoài, qua ngày này qua ngày khác đó, tới ngày mà có khi á, ngày bà đó ra thôi bây giờ mai lên Chảnh đánh nhà, cách đây nè, liên tục ngày nào cũng hứa chứ. Tôi cũng rất bức xúc. Tới là lên mà lãnh nhà, bà la chỉ đã đi Cao Trung Chảnh, cắt nhà với Cao Trung Chảnh, đã cắt nhà đâu cũng mấy trăm triệu, định thu nhập thấp á. Rồi hàng ngày cái hẹn, một hai ngày cái hẹn ra tới ngoài lộ á, đoàn xe chở đó, chờ ở ngoài á, wow. Chờ bà này đi đó, bà đó ra bà, cho nên bà tôi lúc bà khổ quá mà bà mừng bà ngủ không được, cứ xàm chờ hoài mà không, hết hy vọng rồi, cứ ra ngoài trời xàm hoài cái rồi không có thấy nhà ở đâu, rồi bà nói ra chờ thôi mai đi, cái đoàn xe bữa nay ngừng lại rồi, rồi mốt bà từ ngày này qua ngày khác đó. Chính vì vậy là ngày mai nó đã hứa ngày mốt cho cháu chú Trung giao nhà nữa nè, đó, giao cho bà này nữa đó, bà đi cắt nhà bà lo muốn chết luôn với chú Trung vậy đó, cho nên từ cái chỗ đó tới thiệt. Nói từ cái nhà cái mùa Covid thì Trung cũng có xây dựng làm những căn nhà cho bà con nghèo khó thì từ đó là chắc là cái cô này biết Trung là thường có làm như vậy, thành ra là ngay phòng trọ luôn thôi, có nhà và cái vị trí mà có phòng mà cô là ở ngay cái dãy trọ luôn cái nhà nha, là ở phía kia, ở cuối dãy trọ kia. Và cô này cô có tên gì cơ chú? Cái gì bà? Nguyễn Thị Tiên. Dạ bà nói vậy. À là cô Nguyễn Thị Tiên đã dụ dỗ những cái người ở cái trọ này mà toàn là những người là nghèo không à? Dạ. Và ở đây là trực tiếp đây là cô đúng không? Ở phòng đầu tiên nè, phòng là số mấy vậy cô? Phòng số 10. Số 10. À đây. Là cô là nạn nhân đã bị lừa. Mấy nay đó. Dạ thưa cô, là không biết là cô tính đây là cô đã bị cô Tiên này đã dụ dỗ là bao nhiêu tiền rồi? Tiền ha, đóng này đóng kia đóng nọ, đóng 1 triệu 2 triệu rồi đó, ba mượn ha là cả 30 triệu. Trời ơi, cả 30 triệu luôn. Dạ mà chết sao mà sao là cô có thể có tiền được đưa được bả? Không đi mần á, thứ bảy về cái kêu tôi thiếu nhà trọ lại. Cái tôi thiếu nhà trọ mà mai là nhà trọ người ta không đuổi chúng ta đủ thiếu mấy chục triệu luôn á. Có khổ thì nói chú thấy từ hồi Covid tới giờ này. Cứ tích cũng góp mà. lần có bao nhiêu các bạn có lấy. Mượn. Bà mượn nghe là 500 là 500 nha, mà 400 cũng không được. Rồi bà mượn 2 triệu là 2 triệu, 3 triệu là 3 triệu. À bà nói là bao nhiêu là đưa. Bà nói bao nhiêu là bà đưa, còn không đưa thì bà dùng vậy bà nói không đủ. À. Tôi phải chú coi thôi. Tiền gì tôi không quơ nó gán nên mình có cái nhà chứ, bằng mướn chú thấy thì đâu có tiền đâu mà mua nổi cái nhà thì gán, nói chú Trung rồi cho đó, nói bên hội từ thiện người ta cho rồi em giúp cho, trời rất là mừng luôn á, nên tôi mới đưa vậy đó. Rồi không biết là lấy căn cứ cơ sở nào mà cô lại tin tưởng người ta nói như vậy mà cô tin vậy? Trời thấy nói có cái nhà mừng, mừng bị mình đi vất vả linh tinh không có cái nhà. Cái thiệt khi cô với bằng mướn bằng thuê gọi nhà trọ là nói thiệt là không đủ ăn luôn. Dạ. Nó có cái nhà tôi rất là mừng luôn á, nên tôi mới cũng như con tiêu tân để đưa vô vậy đó. Nhưng mà con thấy là hết lần này tới lần khác bà hứa hẹn hoài như vậy mà sao lại bà đã làm những cái gì mà cô lại có niềm tin là tiếp tục là gửi tiền cho bà vậy? Thì bà cứ nói là có đó là gán đi, chị gán đi em bằng cho có, là có cái hồ sơ rồi có. Rồi lúc nào tôi không có tiền hả, tôi điện gì với má tôi với chắc chắn khóc lóc nói không có gạo ăn. Má mới cho mượn cái lên mới đưa cho bà. Thậm chí là mượn tiền luôn. Mượn tiền luôn. Dạ. Tôi nói có giữa chuyện này không có là trời đánh cái bóp liền. Cúc lúc đầu á, nó nói vậy nè, cho nên tụi em mới làm mới tin. Có nghĩa là bà nói cổ đảng viên. Đảng viên. Đó, cho nên là mình khổ quá, cổ nói vậy thì mình rất là tin, đúng không? Nó từ chỗ đó đó rồi tích lũy bả cổ nói bao nhiêu thì mình đưa bao nhiêu, ăn cho cổ đi làm cho mình có, rồi cái đó là điều mình rất là mừng, nói phải tin. Mừng dữ lắm luôn. Cổ đảng viên cổ mới làm được chứ còn mình thì người dân sao làm được. Từ chỗ đó không biết là cô đó cũng đã đưa cái gì cho cô không mà đây có niềm tin không? Cô đó đưa cái chìa khóa đó. Đâu cô lấy cái chìa khóa ra coi. Đây cái nhà đây là cái nhà bật mã luôn á. Nhà trọ của cô này cũng khá là nhỏ mà nhỏ hẹp. Đó, bên trong này cái nhà đó, cái giường hai giường để là hết trơn luôn rồi, lối đi rồi còn bên trong có đồ ngân ngang đồ đạc đó, thì cô đây cũng rất là khó khăn nhưng mà cứ mót mát từ năm 2021 nè, chìa khóa nè rồi bật mã luôn nè, bật mã cái cửa thì cái nhà có tinh vi mới tin đó. Làm ra cái chìa khóa mừng luôn, có chìa khóa vậy đó là mình mới tin đó. Đó là làm cái chìa khóa, đưa chìa khóa luôn nè, rồi có mật mã luôn 11133. Dạ. Ôi Trang ơi, trời bà làm niềm tin mà chứ đâu phải như không mà không có ấy. À, nhưng mà có cái là mình chưa thấy cái nhà đâu đúng không? Dạ dạ, thì nói không thì bà đưa này đúng như cái cửa nè. Dạ. Chúng Dung coi đó. Ôi bà này đi chẳng lấy nữa, chẳng lãnh nhà đâu mà không, à, không có gì chứ. Để cô cầm đây, cô đây cầm chìa khóa đi có niềm tin. Tình luôn á, nói chú Chung rồi này kia đi lên mạng. Dạ rồi, ở đây có ai nữa? Cô mình ơn tôi là bị nặng đó. Cô là bị nặng nhất hả? Nặng nhất luôn á. Rồi nhà nào nữa hả chú? Đưa chìa khóa cho bà Bảy nữa nè. Đâu nhà bà nữa? Nhà bà Bảy dây trai rồi hả? À. Rồi chào chị. Ở đây cái nhà đây là nhà của bé Tuyền. Trời ơi. Bé mà nếu có nhà xem một Covid, cái bé mà đi nhặt ve chai 9 tuổi đó. Bây giờ bao nhiêu tuổi con? 12 rồi, 3 năm rồi mới lẹ vậy hả? Lúc mà đi nhặt ve chai lúc mà hình như 10 tuổi không con? 10 tuổi đúng rồi. Là bé này là Trung đã gọi là gặp và cũng đã có đi ra con, ra đây. Đứng cửa rồi. Cô chị ra luôn. Và Trung đã gặp mà và cứu lúc đó là bé nghỉ học đúng không? Dạ. Rồi bây giờ đi học chưa? Dạ rồi. Học giỏi không? Dạ có. Có bằng khen không? Con không biết nữa. Như năm vừa rồi có bằng khen không? Con không biết. À không biết. Năm vừa rồi là thưa cả nhà là mới năm học vừa rồi á là bé học rất là giỏi luôn. Nhưng cuối cùng cái nhà kẹt tiền nữa, tiếp tục bỏ đi nữa. À, nhưng mà may cái là do vừa rồi trường là vớt cho bé đó. À, không có tiền không. Hôm trước không có tiền bỏ đi đúng không chị? Dạ. À, sao mà bỏ đi? Tại vì bệnh bị tim lên máu, người ta thiếu nợ bỏ đi trốn đi. À. Rồi bỏ đi rồi dắt theo bé Tuyền này luôn. Dắt Tuyền theo luôn. Còn lúc đang thi cử rồi bé không có nghĩ, nhưng mà con cái do bé học giỏi quá. Rồi trường vớt. Bây giờ con làm vị trí gì của lớp? Dạ lớp trưởng. Lớp trưởng luôn hả? Hèn ơi, lớp trưởng giỏi rồi, quá giỏi rồi. Hôm trước là con học như vậy là có một cái mạnh thường quân ở nước ngoài á, có tài trợ tiền học con mà chú có gửi ra qua cho con đấy không? Dạ. À, gửi lúc 1 triệu lúc 2 triệu đó, thì đó là của mạnh thường quân ở bên nước ngoài gửi, gửi cho con, cũng gọi là cô đó cũng theo dõi cả nhà và hỗ trợ. À, chứ giờ rồi mà lúc đầu thì Trung cũng hỗ trợ, sau đó Mạnh Thường Quân cũng xin hỗ trợ thì ok, Trung nhường lại cái phần đó cho. À, thưa chị là không biết là giờ rồi chị bị cô đó lừa bao nhiêu rồi? À, cũng 9 triệu mấy à, tại vì lo cho bà ăn không có cởi, tại vì bà nói là chú quay vụ cái nhà đó nữa. Rồi bà đưa chìa khóa nhà tùm lum cho bà dẫn đi thẻ nè, bà cho làm thẻ lum cho khóa nhà nè. Đưa chìa khóa nhà luôn à? Rồi bà nói thẻ này là con nữa, chú Trung làm cho nhỏ này là thời cưới gì đó là một thẻ, tôi thẻ là 2 thẻ đó. Ừ. Mà bà chưa có làm. Ngày đưa bác 150, bà đòi 200, đưa 100 bà đòi 150 không? Mấy tháng nay khổ không chết. Bị lùm bê cha ngày bao nhiêu mà đưa dữ vậy? Thấy lợi nhiêu ngủ bà hết trơn. Thôi hỏi nợ nữa chứ hỏi đưa cho bà nữa. Bà nói ngày nào ông làm giấy chứ, nó nhà đó chú có quay, chú có lên trển quay nữa. Ừ. Ngày nào ông làm giấy hoài luôn. Lê Thị The là ai? Thé mà bà ghi gì? Thé là tên của tôi. Tên của cô à. Hả? Trộn ra biết là rồi, có tiền cũng lại không? Không có đồng bạc đâu, cho hỏi mà chỉ đi rút mà có rút đồng bạc nào đâu. À. Đợi để cái thẻ vô bả không biết chưa biết bấm làm sao, người ta bấm cả giùm á. Ơi tin. Như vậy là chị đã đóng góp là tính ra bao lâu rồi? Cũng mà giờ đây ở tới giờ luôn đó. Mấy ngày mới gặp bả tới giờ luôn. Như vậy ở tới giờ là cũng phải 6 tháng rồi. Cũng mấy tháng. Mới à? Mới đây cũng mấy tháng à. Mới mấy tháng mà mất hết 9 triệu rồi. Ừ, ngày 150 tính đi, một ngày 150 là à. Một tháng nữa là nó 1,5 triệu rồi. Chục ngày 1,5 triệu rồi. Mấy trăm triệu vô thẻ. Dạ. Hôm nay mấy trăm không, nó cho mấy trăm triệu không đó. Có tiền tiết kiệm nữa. Có tiền tiết kiệm mà để đâu con? Bà nói có tiền tiết kiệm nữa. Nói chú Cao Anh Trung làm cho mẹ con giấy với con giấy. Cho tiền. Chàng ơi, chú Trung đâu mà giàu có mà xây nhà quyên sớm luôn trời. Thấy quyên sống ở trọ đây như là bị dụ dỗ là nó xây nhà, làm nhà mà nhà mấy trăm triệu phải không? Dạ, nói còn cho mẹ con tiền nhà chữa bệnh nữa. Nói nhiều lắm. Ừ, hôm trước là chú gặp mà chú ghé nhà lúc đó là hai mẹ con mới vừa về. Mới vừa về rồi chú mới cho tiền đi học, thành ra cũng không nghe cái vụ luôn, mà tới giờ bây giờ quay lại đây mới được nghe là cái tình trạng đó là mới được 4 tháng mà không 5 tháng à 4 tháng cái gì. 9 triệu ở nghèo không có tiền rồi còn bị vụ nữa. Ngày không phải đưa một lần trăm mấy, trăm rưỡi, 200 gì đó chứ không phải một ngày mà 9 triệu. Đưa nhà lần cho bà. Chị khó bán nhà nữa. Không biết mở được cái gì đây. Chắc là mở cát vàng, sắt cát vàng quá. Chồng ơi, làm sẵn cho bà dẫn kỷ niệm thôi. Kỷ niệm. Có khi đi rút mà rút có đồng bạc mà đâu mà rút. Con giảm mà dẫn đi mà đâu có rút được đâu. Hồi đó học giỏi nha. Con nghe không? Đây, nhà đây, bỏng vẹn đây, bây giờ hai mẹ con ở hả? Hai mẹ con, ông mới mua cho, thấy khổ, mới cho đi được tiếng coi. Cái xe bê trai đâu rồi? Xe bển. Nên đây nắng quá. Sáng nào cũng đi nhặt bê trai. Sáng nào cũng đi chứ. Bằng cái xe này nè. Ngày nào cũng đi nhặt bê trai hết. Đấy. Rồi phòng nào nữa bị nữa? Hiện tại hai phòng này. Dạ, có phòng nghèo thôi. Đây cái nhà các bà, cái trai của cô tên Tiên nè, là phòng này nè. Phòng số 6 này cả nhà. Hiện tại là đóng cửa đi rồi. Đó, đóng cửa đi đâu không biết, đi làm gì, nghe nói làm gì công việc của nhà nước á. Cũng là đảng viên ưu tú. Mai là bả ra trên phòng tỉnh ủy, mai bên trên phòng thị ủy, mốt là bả bên cái giáo dục, sở giáo dục. Làm đủ hết trơn luôn, dạ. Bả đi đủ chỗ hết trơn mà sao mà ai dám kiếm bả. Đó. Nên mất sức rồi, phòng nghiệp bà con này, bà này muốn tự tử chứ. Thiệt chứ chú Dung á, chị muốn tự tử mấy lần luôn. Chị muốn tự tử mấy lần luôn á. Bị mất tiền nhiều. Thấy con cháu còn nhỏ. Rồi có khi nào khóc không? Không, hoài gì. Khổ mà. À. Tự tử. Khổ không có tiền. Khổ mà, liền ra cái gì cô chú coi. À. Nhà, cửa này kia. Tôi mong có cái nhà mà tôi che cái chậu cao su tôi cũng mừng. Nó nói có nhà rồi đưa chìa khóa, đưa bạc mã rồi. Cô ở trọ bao nhiêu năm rồi? Rồi Phật ơi, trọ mấy chục năm rồi đó. 50 năm chưa? Không tới đâu. Ba mấy năm à? Ba mươi mấy năm ở trọ. Mướn hồi đó con nó còn nhỏ, bây giờ nó tới nó bây giờ nghe cái nhà có nhà mừng quá phải không? Dạ, bằng mọi giá cứ có tiền ai nói gì cũng đưa hết. Cái chú coi đi mà mướn nói xin lỗi mua Dũng trong nằm còn mua không nổi. À, thường là cô làm cái gì? Trời trời thì ai mướn gì mặn nấy luôn á. Hồi đó lên thành phố thì hai vợ chồng bằng hồ. Dạ. Nghe về gia đình cũng thương binh vì liệt sĩ vậy hả? Ừ, tôi con liệt sĩ nè. Ở đây cũng là cái lời cảnh báo cho những người bà con hiện tại như là ở Rạch Giá nha. Tại vì Rạch Giá Trung làm rất là nhiều. Cái mùa Covid vừa rồi thành ra là nhiều người cũng biết tới Trung á. Rồi cũng dựa đó làm lấy cái tên tuổi của Trung. Thậm chí hiện tại mà bên ngoài cũng có xuất hiện những cái hàng mà hàng giả, cái nhà là hàng của Cao Anh Trung Vlog, Ngải Đen, Ngải Chống Độc á, lấy cái tên nó làm, ngoại trừ những đại lý mà Trung đã có công bố trên mạng á, cả nhà nha, có công bố có nhiều cái là chính thống thôi, còn nhiều người làm hàng nhái, hàng giả nữa, thậm chí làm hàng giống như của Trung nữa cả nhà, làm mà giống ở Trung đó để mà đi bán ra cho bà con. Cái tên của chú đó. Dạ. Có người lấy tên rồi cũng làm hàng nhái thêm nữa, làm hàng giống nữa. Đây có bao nhiêu hộ hả? Bên đây là tất cả là 9 hộ, có một hộ này nó khổ nè, bị gãy chân nằm chỗ, 174 hộ tôi đưa cho là 10 người đó. Dạ. Dạ, bà này bà gãy chân là bà nằm bệnh viện vô rồi mổ rồi không có tiền, bây giờ nằm ở nhà không rồi cho được 10 kg gạo. 174 á, mới nhà chú Trưng cho sức quà cho bả đó. Dạ. Dạ, bả là bà tên bà gái Tăng Thị Gáo. À. Dạ. Là bà ở gần đây không chú? Dạ, bà đi không nổi bây giờ bà nằm. À, có những người chú nhận quà giùm không? Dạ, có thể tôi hoặc là cho người nào đi để làm bằng chứng để tin đó chú. Chú nhận đây chú. Lúc nãy chú gửi cho danh sách là bao nhiêu? Tất cả 10 người có bả luôn đó chú. À, bà Tăng Thị Gáo 10 người đúng không? Dạ dạ. Là hiện tại có 10 người ở đây hết luôn. Dạ mà không, 9 người. Còn một người thì bà Tăng Thị Gáo đó mình treo. Dạ dạ là 10 người là dạ, hết hộ nghèo đó. Nghĩa là có 9 người ở đây hết. Dạ, dạ, để dạ. Nhận quà đúng không? Dạ dạ. Dạ. Bà khổ, nói chung bà này bà khổ nằm chỗ mà không có tiền đi vô bệnh viện nữa. Dạ. Thực tế đâu cô phố cũng đều biết bà. Cảnh gia đình ở đây nó khổ dữ lắm. Bà nhà mùa này tôi nói thiệt cái Chung mà không có chú Chung là mệt lắm. Đó, tất cả đều nó Trung Bình, Phúc Kháng rồi 449 là đều chú Chung cho. Mà tới ở tại cái hẻm là 501 này không có chú Chung không rồi chết. Đây nè. Đó 201 nè. Đó ông nó nhân bảnh nè. Đó tiền bạc không có, bắt đầu vợ thì bỏ đi chỗ khác. Là tôi nói là một Covid đó hả? Dạ dạ đây ông đặt ra dạ bỏ đi nè, bỏ đứa con này ông này nuôi đó, trường hợp đây có ổng còn nhà đó bệnh hoạn đó, bệnh hoạn thì cũng giờ hoàn cảnh khó khăn đó, giờ trường hợp là ở nhà đó, đi ở cũng như làm mướn người ta đó. À, mùa Covid là Trung mới ghé vô hẻm này và cũng như đông nhiều hộ không chú? Đông lắm, ba mấy hộ đó. 30 mấy hộ. Dạ, nhà nào chú Trung cũng cho hết trơn, mà nghĩa là không phân biệt, là khổ hết nhau luôn. Rồi hẻm 49 chú Trung cũng cho, rồi mình Phúc Kháng. Nói chung với đi coi đặt đó có cô Sáu nữa. Dạ cô Sáu ú với cô Sáu gì đó. Dạ. Tại ở đó cho nên là mấy ở đây là kêu chú Trung là ông Phật sống không à. Nói chung nhà cái công ơn đó từ cái chỗ đó Trung dân ở đây không quên ơn chú Trung đâu. Nói chung ai cũng dắt hết trơn á, nói chung là cả bà này luôn, gia đình ở đây luôn, dắt chú Trung, đi đâu cũng dắt chú Trung, không một Covid mà không có chú Trung hả, tôi nó khổ hết trơn. Nói chung là không có gạo đâu bạn, khu phố thì nói chung đâu được cung cấp, mình cũng có cung cấp cho bà con mà đâu được nhiều đâu, cũng có 5 kg có khi 10 kg, cho nên là cũng không đủ ở đâu. Đó, từ đó nhờ cái công ơn của chú đó, giúp đỡ cho cái địa phương này, nhất là khu phố Đồng Khởi. Từ thành thật vô cùng biết ơn chú. Tất cả mạnh thường quân là bên chú, tôi đều cảm ơn hết chú. Dạ. Nói chung một Covid cũng nhờ là rất là nhờ bên mạnh thường quân. Dạ. Đã góp sức cùng với Trung để mà đi ra giúp bà con. Dạ. Covid có thể nói là một cái mùa mà Trung đã đi giúp nhiều người là cũng nhờ công sức từ mạnh thường quân hết cả nhà. Dạ. Không phải là riêng của Trung, mà Trung chỉ là bỏ công ra để mà đi giúp những bà con như vậy thôi. Và bây giờ thì hiện tại là cũng có một mạnh thường quân cũng đã gửi cho Trung gạo nữa, gửi cho Trung 1 tấn gạo để mà hỗ trợ. Và Trung đã trích ra ở đây thì có 10 phần chú ha. Dạ. Dạ chú 10 phần thì chắc là bà con mình sẽ ra bên ngoài xe bên kia kìa. Dạ. Chú nói bà con ra đó để còn phát phần quà. Dạ. Đây cô nói của bệnh gì? Nhức khớp rồi viêm sống. Tiểu đường. Rồi chị nè. Rồi viêm mũi nữa. Đó, có tiểu đường chắc. Viêm mũi nè. Dạ. Ngủ được chú ơi, ngủ bằng đêm chừng chút xíu à. Thức sáng đêm nhức quá, nằm cái dây qua với lại nhức dữ dằn, 12 đầu gối nhức. Dạ. Chú nằm với lỡ coi giật bệnh vậy rồi coi. Sao cô biết con có thuốc mà cô hỏi? Chú giúp cho tôi được thuốc, tôi mong ơn chú. Chiều hôm tôi đi làm bước quanh. Mà bằng đêm thì chú 2 giờ mấy 3 giờ. Cô hỏi là thuốc của Trung. Mà sao cô biết con có thuốc? Thì hỏi Thúy đi. Hỏi Đại hả? Hỏi Đại chú có giúp cho tôi hết bệnh, tôi mong ơn. Các cô ít coi YouTube. Anh con biết. Có biết tắm đâu không? Hỏi Đại. Hỏi Đại thì nói để chú nói chuyện rồi mới xin. Dạ. Rồi. Anh à. Thuốc Cao Trung gọi là thảo dược Cao Trung Sơn này là hiện tại là có nhiều đại lý của Trung đang bán cả nhà nha. Tên là Cao Trung Sơn có nhiều đại lý, thì những cái bệnh như là đau nhức xương khớp nè, rồi bị viêm son nè, đau dạ dày nè. Tôi viêm mũi. Viêm mũi là viêm son đấy. Dạ hả? Bệnh trĩ lâu năm nè. Rồi rất là nhiều bệnh khác nữa. Cái người không bệnh uống vẫn được nha, vẫn rất là tốt để cho nó đẩy lùi những cái gọi là cái mầm móng bệnh đó. Người đặc biệt người lớn tuổi luôn luôn có mầm móng bệnh, và nếu mình uống cái này sẽ rất là tốt, nó có đề kháng, nó tạo và nó tăng cường cái sinh lực của mỗi người, đặc biệt là nam giới nữa. Đó, thành ra là nó gần như là toàn diện về cái này. Cậu uống vô đầu tiên nó sẽ là có thể là đau nhức thêm nha. Từ 5 đến 10 ngày giai đoạn nó, rồi sau đó nó giảm lại. Đây con gửi tặng cho cô nha. Cô bị đau nhức xương khớp đúng không? Viêm son. Rồi gì nữa? Nhức 2 cái đầu gối nè, với viêm sống, với cái lỗ mũi. Dạ rồi. Với mũi cũng được. Ốm quá trời luôn nè. Uống cái này ăn được ngủ được nha. Nó sẽ tăng cân lên một tí. Nhưng quan trọng là mỡ trong máu mà nó được đánh tan ra. Trời ơi, nếu được vậy thì mang ăn chú vui lắm. Dạ. Con gửi tặng cô nha. Trong này có hướng dẫn cô nha. Cô cứ dùng cô. Cảm ơn chú nha, chú Quang. Chú Trung. Trời ơi. Quang Trung. Trung có thuốc đái đường không? Dạ, cái này nó có hỗ trợ thêm tiểu đường nhưng mà 50% thôi. Còn đa số là uống thuốc tây không bớt thì uống này dập thêm nữa vô thì là hỗ trợ rất tốt. Cảm ơn chú vui lắm nha chú Trung. Dạ bây giờ danh sách đây là hiện tại là có 10 bà con có danh sách này ra ngoài bờ xe á để con gửi quà nha. Thưa cả nhà, có phần quà này á, một bao gạo 10 kg là của cô Trần Thị Lý ở Vũng Tàu. Cô Trần Thị Lý ở Vũng Tàu với gửi một phần quà, còn cái này nữa. Đây, cái này là sữa hạt canxi Cao Trung Sơn. Đây là sản phẩm mới của bên nhà Trung cả nhà nha, cái sản phẩm mới nè. Thì với cái sản phẩm này thì dành cho những cái bệnh nhân mà cần phục hồi cái bệnh mình đó. Ví dụ như đang uống thuốc bên nhà Trung và uống thêm cái này nữa. Trong này nó có những cái bọc như thế này, có 20 gói nhỏ cái này à, 20 gói nhỏ thế này nè. Đấy. Thì uống thêm này để nó bổ sung cái dinh dưỡng, cái dưỡng chất và một số cái khác để giúp cho cơ thể mà mau chóng phục hồi. Đặc biệt là những người mà gọi là ăn chay nè cũng cần bổ sung, là hoặc là tập gym nè, hoặc là những người phụ nữ sau sinh nè, thì cái này là sẽ giúp cho cái này sẽ giúp cho cái bệnh nhân mình mau hồi phục, và những cái người mà gọi là cần bổ sung dinh dưỡng sẽ tốt hơn nha, phù hợp cho người muốn giảm cân và muốn tăng cân đều uống được hết, quan trọng là mình uống như thế nào thôi. Uống trước khi ăn, uống trước khi ăn thì giúp cho cái người đó sẽ giảm cân, và uống sau khi ăn thì giúp cho tăng cân cả nhà nha. Với một hộp này, đây là hộp mà hộp sữa hạt canxi Công Sơn. Đối với sữa hạt là bà con hiểu rồi là nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng. Tuy nhiên thì đây là một loại sữa hạt cao cấp cả nhà nha, cao cấp. Nhưng mà bên nhà Trung bán hiện tại với cái giá hỗ trợ cho bà con để giúp bà con trị bệnh, với giá một hộp như vậy giá là chỉ có 360.000. 360.000. Dạ. Thì cái này bây giờ cũng kèm với phần quà này, con cứ tặng cho bà con đây luôn nha. Sữa hạt Cao Trung Sơn, sữa hạt canxi Cao Trung Sơn. Pha với nước ấm, cách pha là mình lấy cái bọc này nè, xé ra mình trút vô, xong mình lấy nước nguội thôi, nước mát thôi, mình chế ít vô, mình đánh tan ra, rồi sau đó lấy nước nóng, nước sôi á, mình chế vô, mình pha với lượng nước vừa đủ thôi để mà uống. Thì nha, đây cứ tặng kèm vậy luôn nha. Dạ rồi. Lê Thị Trang. Đây bé Tuyền đây. Đây. Lê Thị Trang. Cảm ơn. Chịu học qua. Rồi vậy là chính xác rồi bao đó tôi nè ba. Rồi còn một phần lại cho các bà gì bệnh đi không được đúng không chú? Ủa? Tôi không có ba. Không lên danh sách gì kỳ. Còn thiếu nhà nữa hả? Quán. Còn thiếu ai chú nói là bổ sung luôn cũng được. Quán này nè. Dạ rồi. Rồi còn thiếu quán không viết vô. Rồi vậy còn thiếu ai nữa không? Dạ dạ thiếu bà Gáo nè. Thiếu một người nữa. Dạ dạ tôi chạy xe đi đưa bà luôn. Rồi lấy giùm một phần quà ra cái. Cho bà Gáo nè. Dạ. Không xin cho cô ba phần hả? Đây là củ sắn bên chỗ chú Nam ở cái nhà. Đó bà. Chỗ chú Nam mà chạy Hồng Phúc Hậu á, ổng chuyên đi trái cây thì những cái trái cây này cũng còn ok được, ngon được nè, thành ra là đấy. Kia cho bà con phát đây chứ. Lấy hết không đi. Tôi lấy rồi, ông này lấy rồi. Cảm ơn chú Trung vô cùng cảm ơn các chú. Dạ. Không hết, ông thẳng sống mà. Dạ. Nói chung mình chú Trung ơi, cái cảm ơn chú không bao giờ quên được đâu. Dạ. Dạ dạ. Rồi con về nữa chú nha. Dạ, dạ, thưa cả nhà, Trung khép lại video này con luôn cả nhà nha. Dạ dạ dạ. Cảm ơn, chào tạm biệt.